Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp trên đài VOA hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư. Xin chào cô. Dạ, chương trình của chúng tôi trực tiếp phát hình từ studio của đài VOA ở thủ đô Washington DC và ngay lúc này là 11 giờ rưỡi giờ DC. Chúng tôi trực tiếp có nghĩa là trong lúc chúng tôi trình bày những thông tin liên quan tới du học hoặc là giáo dục Hoa Kỳ thì chúng tôi nhận ngay những câu hỏi của quý vị và khán thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Xin hãy gửi ngay trong phần bình luận, chúng tôi sẽ gửi đến tiến sĩ George Cường Nguyễn trả lời giải đáp ngay lập tức live trong chương trình ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay tiếp nối chuỗi đề tài nói về học bổng, thưa giáo sư, thì có một cái dạng học bổng nghiên cứu đã có từ lâu đời nay rắm rồi, rất là uy tín và rất là phổ biến. Tuy nhiên không phải là phổ biến ở tất cả các nơi trên thế giới vì tính chất của cái học bổng này nó cũng hơi đặc biệt. Thì thưa quý vị, có một chút trở ngại kỹ thuật. Lúc này đó thì chúng tôi đang nói về chương trình học bổng của NED. NED tức là viết tắt của Quỹ Hỗ trợ Dân chủ Quốc gia của Hoa Kỳ dành cho tất cả các nơi trên thế giới. Thưa giáo sư, bây giờ nói về quỹ nghiên cứu NED, thưa giáo sư vui lòng giới thiệu về cái quỹ này xuất xứ, thành lập như thế nào, nó của chính phủ hay là nó của một tổ chức phi lợi nhuận và mục đích ra sao, thưa giáo sư? Vâng, tất nhiên là những chương trình này nó cũng giống như chương trình Fulbright trong quá khứ mà chúng ta đã nói, nhưng mà cái chương trình nó có cái mục đích đặc biệt là nó muốn phát triển về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Thì Hoa Kỳ họ có một cái cơ quan gọi là National Endowment for Democracy, là cái cơ quan này được thiết lập để mà coi như để giúp các nước để phổ biến và phát triển về lĩnh vực dân chủ và dân quyền. Thì chương trình này đã được thực lập vào 1983. Một trong những người là thiết lập viên là cố tổng thống Ronald Reagan. Vâng. Thì cái chương trình này là một chương trình tư, mặc dù cái tên là quỹ quốc gia, nhưng mà nó cho một cái quỹ của những người tư, mà những người mà họ cho tiền để mà thiết lập ra một cái quỹ như vậy. Nó gọi là từ các cá nhân mạnh thường quân. Các cá nhân mạnh thường quân. Vâng. Mặc dù cái tên là quốc gia, mình có nghĩ rằng là tại Mỹ là họ thiết lập ra như vậy, không phải là chính phủ của Mỹ, nhưng mà đây là một cái chương trình tư nhân. Vâng. Chương trình này là phi lợi nhuận dành riêng cho sự tăng trưởng về lĩnh vực nhân chủ. Vâng. Mỗi năm thì cái cơ quan này kiếm ra khoảng 1.600 cái quỹ hỗ trợ cho các dự án của những cái nhóm ở các nước. 1.600 khoản tài trợ, 1.600. Dạ, và cho đến 90 nước trên thế giới. Dạ. Nhiều nước thì họ cộng tác, nhiều nước thì họ không cộng tác được, nhưng mà họ giúp cho 90 nước trên thế giới với mục đích là giúp đỡ các nước này hiểu rõ hơn về những cái nguyên tắc và những cái lý thuyết về dân chủ và nhân quyền. Dạ. Những cái nước có thể là còn đang phát triển về cái ngành này, nhưng mà cũng cần sự giúp đỡ để mà họ hiểu biết hơn về cái mục đích này. Thì nước Mỹ có một cái chương trình này rất là hay để giúp các cái nước trên thế giới. Nhưng mà giáo sư nói là ở cái con số là 90 nước thôi. Thì vì sao ạ? Vì sao chỉ có 90 thôi mà không phải là một... Có cái sự tự nhiên là những cái nước trên 90, có thể là cái ngân quỹ của họ giới hạn thì họ không có thể giúp được rất nhiều được. Thì họ sẽ chọn ra 90 người. Và ở Đông Nam Á thì cũng một số trong đó cũng có Việt Nam. Không phải là cộng tác đặc biệt, nhưng mà họ làm những cái chương trình này để giúp đỡ những cái người họ muốn nghiên cứu về cái ngành này. Đi qua Washington DC để mà tham dự vào cái chương trình này trong 5 tháng. Giáo sư nói là mỗi một năm quỹ NED dành tới 1.600 suất học bổng nghiên cứu sinh cho
các ứng viên trên toàn thế giới, nhưng mà thật sự ra chỉ có 90 nước họ nhắm mục tiêu để họ gửi những cái suất học bổng này thôi. Thì cho mình nghĩ rằng là chắc cũng có cái lý do là giống như là vì cái tên gọi của nó là hỗ trợ phát triển dân chủ, thì trên 100+ cái lãnh thổ và quốc gia trên thế giới, những cái nước mà họ đã phát triển tối đa về vấn đề nhân chủ giống như ở Âu Châu, thì họ không có cần nữa. Những cái nước mà họ còn đang phát triển hay là phi dân chủ thì họ mới cần những cái hiểu biết hơn về những cái đó. Không nghĩ rằng là nhiều người họ không hiểu về cái đề tài này như thế nào, họ có thể hiểu lầm. Thì cái cơ quan này họ giúp đỡ cho những học viên và học giả có cái cơ hội để qua Mỹ học, coi như nghiên cứu thêm về cái đề tài này. Lĩnh vực dân chủ, thưa giáo sư. Như vậy thì là trong những cái nước mà đang phát triển về dân chủ hoặc phi dân chủ mà cái quỹ này dành học bổng cho đó, thì giáo sư có nói là có Việt Nam. Có Việt Nam, Và cái sự mà gọi là hợp tác hoặc cộng tác hoặc là những cái suất học bổng dành cho Việt Nam đó, mình có thể thấy là trong NDD này hàng năm có những cái suất giới hạn cố định nào cho Việt Nam hay không? Không hay có. Cái này là coi như họ để ra hoàn toàn, ai muốn nạp đơn mà đúng theo cái điều kiện để được nhập vào thì vào, chứ không, họ không phải dành riêng cho một nước nào hết. Không có quota cho từng nước. Không có quota cho từng nước. Thưa giáo sư, nói tiếp về cái học bổng của NED. Thì cái NED là một cái cơ quan giúp để tăng trưởng về vấn đề dân chủ, nhưng mà nó có rất là nhiều chương trình hỗ trợ về nghiên cứu cho cái lĩnh vực dân chủ. Một chương trình mà đặc biệt nhất là được tên là được coi như vinh danh Tổng thống Reagan là chương trình Reagan Fellow Force. Thì cái chương trình này họ được thiết lập và chúng ta có thể nói rõ hơn cái chương trình này, còn những chương trình kia thì nhỏ hơn. Thì có thể mình không có đủ thời giờ. Tức là trong cái NED này, những cái suất học bổng nó có nhiều tên khác nhau, những loại khác nhau. Rất là nhỏ, nhưng mà cái chương trình lớn nhất gọi là Signature Program của nó gọi là Reagan Fellow. Ông Fellow là Fellow là một đại biểu quốc hội trong quá khứ. Hai người này đã qua đời rồi và họ vinh danh hai người này, ông tổng thống, cựu tổng thống Reagan và ông đại biểu quốc hội Fellow, để mà đặt cái tên của cái chương trình này. Thì chúng ta có thể đi vào chi tiết nếu có muốn. Nhưng mà thật ra là có nhiều chương trình hơn, có nhiều chương trình hơn một chương trình. Và một cái chương trình này không thì cũng là đã có rất là nhiều chi tiết mà chúng ta nên nói. Những chương trình kia thì họ nói như vậy nhưng mà không có phổ biến nhiều. Nhưng mà chương trình Reagan Fellow là rất là được tiến hành, và cái chi tiết rất là rõ ràng, thì chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn. Chúng ta đang giới thiệu về chương trình học bổng nghiên cứu của NED, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Dân chủ Quốc gia của Mỹ. Thì thưa giáo sư, là trong các chương trình học bổng mà cái quỹ NED này cấp phát hàng năm đó, thì có cái chương trình mà giáo sư vừa nói, vinh danh tổng thống Reagan và đại biểu quốc hội Fellow. Thì bây giờ mình xin giới thiệu về chương trình này trước. Những cái chương trình nhỏ hơn hoặc là ít người biết hơn, mình thì sẽ dành thời gian nói sau. Về cái chương trình mà giáo sư vừa giới thiệu đó, là hàng năm đều có đều đặn bao nhiêu suất học bổng và giá trị từng suất bao nhiêu? Mỗi năm chỉ có vào đầu hai suất mà thôi. Một cái suất mùa fall là mùa thu. Là mùa thu là vào đầu tháng 10 và đến cuối tháng 2. Và một cái suất thứ nhì nữa là đầu tháng 3 đến cuối tháng 7. Thì cứ mỗi suất như vậy là 6 tháng. Nếu những người họ muốn đi những cái kỳ khác mà không có đúng cái thời hạn như vậy thì không được. Thì mỗi năm họ nhất định là như vậy rồi, là chỉ có hai kỳ, và cái thời giờ nó rõ ràng như vậy là mùng 1 tháng 10 cho đến cuối tháng 2, và từ đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 7. Thì nếu mà những ứng viên họ muốn đi mà những cái thì giờ khác thì họ không có nhận được. Phải muốn đó thì phải qua đúng hai cái kỳ này, mỗi kỳ là 5 tháng. Mà thưa giáo sư, như vậy có nghĩa là mỗi một cái kỳ nghiên cứu chỉ là nửa năm mà thôi. Chỉ nửa năm mà thôi. Không thể kéo dài hơn. Và không có sự tối thiểu và không có sự tối đa. Có nghĩa là tối thiểu là 5 tháng và tối đa 5 tháng và xong chương trình mà thôi. Theo tôi biết là nếu mà các ứng viên không có đủ thời giờ mà qua 5 tháng thì không được loại ra, không có đi được. Và khi qua có thể rằng là sau 5 tháng nếu mà có lý do
vững chắc mà muốn ở lại thì có thể rằng là thêm, nếu mà cái chương trình nó chưa xong thì xin thêm một vài tháng có thể được. Dạ. Nhưng mà nếu bắt đầu tiên mà không muốn đi ngắn hơn là muốn đi dài hơn thì có thể là không đi được. Dạ vâng. Chúng tôi đang giới thiệu chương trình quỹ học bổng nghiên cứu của NED, cơ quan hỗ trợ phát triển dân chủ quốc gia của Mỹ, dành cho tất cả các nơi trên thế giới. Và như giáo sư nói là hàng năm có tới 1.600 suất học bổng cho toàn thế giới. Dạ, trong đó có Việt Nam. Các bạn vào sau chương trình thắc mắc là đang nói về ngành gì, thưa giáo sư, đây là ngành nghiên cứu về dân chủ. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Sóc Mâm là đây là học bổng nghiên cứu cho đại học hay là sau đại học? Cái này là sau đại học. Cái này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết là cái này là họ dành riêng cho những người học viên, có nghĩa là những người đã ra trường có bằng cấp rồi và đi làm. Những người luật sư họ muốn hiểu rõ hơn về dân chủ, những người làm trong thượng nghị viện của những cái thượng nghị viện của các nước ở trên thế giới, họ muốn học hỏi thêm về vấn đề dân chủ thì đó cho những người là cái chương trình này là đặc biệt dành cho những cái học viên người cần đang hành nghề trong cái ngành này đó. Thì theo tôi biết thì họ không có đặt ra một cái điều kiện là tối thiểu là phải có cái bằng nào, nhưng mà phải có một tối thiểu chắc là cũng phải có bằng cử nhân rồi đi làm trong cái ngành này mới đi được. Đó là cái track đầu tiên là cho những người hành nghề. Còn cái track thứ nhì là những người học giả. Thì những người học giả thì nó lại khác, nó có bắt điều kiện là phải có bằng tiến sĩ mới được, và qua đây cái chương trình nghiên cứu nó khác với những người đầu tiên. Tức là có hai dạng. Hai dạng. Một dạng là cho những người nghiên cứu, những người hành nghề trong ngành này, có nghĩa là những người giống như là luật sư về dân chủ hay nhân quyền chẳng hạn, hay là những người thượng hay hạ nghị viện của những nước mà họ muốn hiểu rõ hơn về cái ngành này để phát triển. Có nhiều người họ muốn làm một cái đề tài về như vậy, tại vì nó dính líu đến những cái làm việc của họ đó, cái những cái ngành nghề của họ. Hoặc là cái giới nghiên cứu học giả. Giới thứ nhì là giới scholar track, là cho những người tối thiểu để rõ ràng là phải có bằng tiến sĩ. Tại vì những người học giả qua đến đây thì chương trình nó chú trọng vào cái vấn đề nghiên cứu về những chương trình, những cái lý thuyết và những nguyên tắc về dân chủ. Nhưng mà có đòi hỏi những cái background, tức là những cái khả năng kiến thức cơ bản hoặc là chuyên môn chuyên sâu về chính trị. Cái thứ nhất là phải giỏi tiếng Anh, yêu cầu đầu tiên. Cái nhì là phải đi được trong 6 tháng đó. Và cái thứ ba là còn đang làm trong những cái ngành mà liên quan đến vấn đề dân chủ. Đó. Thưa giáo sư, cũng nói về cái điều kiện đó thì có câu hỏi ở đây là cái độ tuổi có bị giới hạn hay không? Không, cái thứ nhất là trên nguyên tắc tất cả những chương trình ở Mỹ không có, tại vì theo cái luật của chính phủ là không có bao giờ được kỳ thị qua cái vấn đề tuổi hết. Nhưng mà chương trình này thường thường thì những người nó gọi là trung cấp, khi mà đi làm một thời gian ra trường trong khoảng 30 đến 40 tuổi thì đó là cái tuổi trung bình mà người ta hay đi qua những cái chương trình này. Ngoài ra thì không có cái sự giới hạn về tuổi tác. Có một vài bình luận cho biết là âm thanh hơi nhỏ, nhờ kỹ thuật có thể vui lòng điều chỉnh giúp. Có thể là giáo sư xin vui lòng nói lớn hơn. Thưa giáo sư, bây giờ nói về cái giá trị của cái suất học bổng kéo dài trong 6 tháng. Cái thứ nhất là chương trình này họ hỗ trợ để qua đây họ trả hết cái vấn đề ăn uống, ăn ở cho mình. Và các ứng viên có thể ở trong một cái apartment, nó standard apartment, và ngoài ra họ có trả cho tiền cho mình về vé máy bay khứ hồi. Có nghĩa là các ứng viên không có phải lo lắng gì về vấn đề tài chính. Khi qua đây thì họ cho đủ tiền để sống trong trong 6 tháng đó, họ cho tiền để nó gọi là allowance để mình chi phí sinh hoạt để mình có đủ tiền để mình ăn ở và có đủ tiền để mà mướn một cái phòng, cái rental. Thường thường qua đây thì không ở hotel, nó đắt, thì phải ở trong thời 6 tháng thì mượn một cái short term, như là ngắn hạn, về những cái apartment hay là cái condominium đó. Thì theo tôi biết thì trung bình nếu ở Mỹ thì 2,000 to 3,000 một tháng thì đầy đủ cho tất cả đó. Thì tối thiểu là trong khoảng đó thì khoảng $12,000
trong cái thời gian đó cho đến có thể đến 15.000 đô la nữa, nếu mà mình cho vào những chi phí giống như là mua vé máy bay hay là những cái chương trình. Khi ứng viên đã được nhận vào thì có một cái phòng office ở trong cái trung tâm nghiên cứu này, và có đủ về tất cả những cái về kỹ thuật để mà về cell phone họ cũng có provide cho cung cấp tất cả những thiết bị liên lạc. Và có nghĩa là những cái người họ đi đây đôi lúc họ không có một cái phương tiện gì hết và không có đủ khả năng về tài chính thì ở bên này cái chương trình này họ giúp cho hết. Như vậy thì ngoài cái chuyện là ăn uống sinh hoạt các thứ rồi nghiên cứu, tức là hoàn toàn được đài thọ hết trong 6 năm nghiên cứu. Họ trả cho tiền về long distance đó, phone đó, thì có nghĩa là xa nhà với xa nhà của vâng, mình vâng, giúp được. Trong trường hợp mà ứng viên có gia đình, có vợ con thì sao ạ? Nếu mà ứng viên muốn đưa các người thân của mình theo giống như là vợ con hay là chồng theo đi theo thì cái chương trình này họ không có trả chi phí cho những người đó, mình phải tự lấy, nhưng mà họ không cấm. Có nghĩa là muốn đưa theo cũng được, nếu mình có thể lo được cái chi phí phụ trội đó. Vấn đề về tài chính. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái nội dung nghiên cứu. Một người đi qua đây được một suất học bổng của NED. Trong 6 tháng đó, họ được học tập như thế nào? Họ được nghiên cứu và chỉ dẫn, hướng dẫn hoặc là cũng giống như là gọi là tư vấn như thế nào thưa giáo sư? Cái thứ nhất là trước khi nạp đơn thì những ứng viên họ phải viết ra một cái bài đề nghị có thể là proposal, là muốn qua đây với mục đích là gì. Thì thường thường có hai cái dạng. Cái dạng thứ nhất là học viên, cái dạng thứ nhì là học giả. Học viên và học giả, mặc dù hai cái dạng này nó hơi khác nhau về điều kiện, nhưng mà nói chung thì cũng phải giống nhau, là mình có một cái bài gọi là đề nghị, bài proposal cho hội đồng bên này họ xét. Có nghĩa rằng là mình qua đây với cái mục đích như thế nào. Phải rõ ràng là mình qua đây là mình muốn chú trọng về nghiên cứu về cái ngành gì, tại vì như vậy thì họ mới coi được là trong cái cơ quan này có những người nào để hướng dẫn được hay không. Nếu mà nói ra những một cái nguyên tắc hay là một cái lý thuyết về dân chủ mà không có người nào bảo lãnh ở bên này thì nó không có được. Thì đầu tiên là cái chuyện quan trọng nhất là mình có một cái bài giới thiệu rất là rõ ràng, và khi đến đây thì mình có cái cơ hội, những người được nhận vào trong chương trình này có cái cơ hội làm việc chung với những người họ còn đang làm nghiên cứu về cái ngành này. Và tất cả các ứng viên khi được nhận vào là được có một người họ dìu dắt, có nghĩa là advisor, để mà giúp cho thời gian 6 tháng đó. Trong thời gian 6 tháng mặc dù là ngắn ngủi nhưng mà làm việc rất là đắc cực với những cái người họ đã làm trong cái ngành này rất là lâu, thì có cái cơ hội để mà hiểu biết hơn và phát triển hơn, có thể là thu nhập và những cái kinh nghiệm và những kiến thức mà người ta không có được nếu mà ở trong cái nước của mình. Nhưng mà có người cố vấn cho mình như vậy là trong một cái lịch như thế nào giáo sư, hàng ngày bao nhiêu tiếng và đều đặn? Đó là tùy theo, tôi nghĩ rằng là cái đó là cái sự thỏa thuận giữa cái ứng viên. Nhiều người họ không có muốn hỏi nhiều, có nghĩa là họ muốn có cái sự tự lập. Thường thường theo tôi biết thì cái những người mà họ giúp đỡ về vấn đề dìu dắt thì họ để cho sự tự do hoàn toàn cho những người ứng viên. Nếu mà ứng viên mà họ cần thì họ hỏi, chứ không phải bắt buộc là một ngày phải gặp bao nhiêu. Và đây là chuyện nghiên cứu chứ không phải là chuyện học tập, tức là không có cái giờ giảng đường. Chương trình này không phải là khi học xong được một, có thể được một cái chứng chỉ nhưng không phải là một cái bằng. Cái chương trình này là chương trình hỗ trợ về nghiên cứu tiếp tục sau khi mình đã ra trường rồi. Một là ra trường có bằng cử nhân hay là bằng thạc sĩ, và chương trình học giả thì phải có chương tối thiểu là bằng tiến sĩ. Thì cái này là nó chú trọng về vấn đề nghiên cứu và phát triển thêm để mình thu nhập thêm những cái kiến thức về cái ngành dân chủ, không phải đi học để lấy một cái bằng. Và như vậy là cũng không có một cái thời khóa biểu, tức là cua lớp bao nhiêu, không có. Mỗi ngày dành bao nhiêu giờ lên lớp, bao nhiêu tiết. Làm nghiên cứu có thể là làm đêm làm ngày tùy theo cái khả năng và cái những cái cách thức làm việc của nó, thì họ cho hoàn toàn tự do.
một trong những cái điều kiện mà giáo sư nói đó là phải tự viết một cái bài giới thiệu bản thân, kinh nghiệm của mình như thế nào, tại sao mình có cái khát vọng. Và cái quan trọng nhất đó là cái trình độ thông thạo tiếng Anh, nó quan trọng, tại vì nếu như vậy không có cái trình độ tiếng Anh thì không có thể mà hấp thụ được những cái chương trình bên này. Thứ nhì là có cái luận án, một cái dự án tập trung vào các khía cạnh chính trị, xã hội, kinh tế như thế nào, và có đủ khả năng để mà qua đây để mà ở đây được 6 tháng. Nếu mà không có đủ, nhiều người họ đi làm, họ có thể take off, họ đi làm 6 tháng ở một nước khác được, thì cái đó là ba cái điều kiện quan trọng nhất mà mình phải biết trước khi nạp đơn. Nhưng mà cái kinh nghiệm nó có cái vai trò quyết định trong cái đơn ứng cử của mình, tức là nộp đơn của, khi mà mình xin cái học bổng này đó giáo sư. Mặc ví dụ trong những ứng viên, những người có kinh nghiệm thì sẽ được giống như là plus, dấu cộng hơn là những người mặc dù họ không nói ra rõ ràng, nhưng mà họ họ muốn là những người còn đang làm trong cái ngành này. Có nghĩa là bây giờ lấy một thí dụ, một sinh viên họ vừa mới ra trường, chưa biết gì về cái này hết, và nạp đơn so sánh với những người họ đã làm, giống như một luật sư làm trong cái ngành về nhân quyền, họ muốn hiểu hơn, thì đương nhiên là cái người luật sư làm trong ngành nhân quyền thì được chọn đối với, nếu so sánh với một người sinh viên mới ra trường. Thì càng nhiều kinh nghiệm và càng tại vì họ phải hỏi đặt cái câu hỏi rằng nếu mà cho cái số tiền $12,000 cho một người này, thì nó so sánh với người này với một người khác, cái nào nó lợi hơn. Thì họ cái vấn đề bên này là giống như là investment đó, gọi là cái kiểu mà đầu tư đó. Thì mình phải đầu tư như thế nào cho nó tốt nhất. Thì theo cô hỏi, cái câu hỏi của cô là những người mà có kinh nghiệm hay là còn đang thực còn đang làm việc trong cái ngành môi trường liên hệ đó. Còn practitioner, gọi là làm trong cái ngành này, thì nó có nhiều cơ hội, nhiều may mắn hơn là những người không có những cái kinh nghiệm hay không có những cái lý do rõ ràng để đi học. Thưa giáo sư, nói về những cái khó khăn, những cái thách thức phải vượt qua khi đến với cái học bổng của NED, thì giáo sư sẽ liệt kê ra những yếu tố nào? Cái thứ nhất là tại vì nó không có cái vấn đề quota cho cái nước nào hết. Khi mình nạp vào thì mình cạnh tranh với tất cả những cái người trên thế giới. Thì cái đầu tiên là cái vấn đề anh văn là mình phải giỏi. Cái thứ nhì là cái bài luận văn của mình, là cái bài đề nghị của mình là phải rất là rõ ràng. Và cái thứ ba rằng là mình có những cái kinh nghiệm làm trong cái ngành này và có sự cần thiết cho mình. Người ta sẽ coi rằng là, tí dụ bây giờ một cái nước mà một cái nước ở Âu Châu mà vấn đề dân chủ được phát triển rất là tốt rồi, thì họ không có chú trọng vào cái đó hơn là một cái nước ở Đông Nam Á giống như Thái Lan hay là Việt Nam hay là như sao đó, mà cái nhu cầu nó lớn hơn là họ muốn hiểu biết về cái đó để mà ứng dụng. Thì tùy theo cái từ nước nào nó cũng quan trọng lắm. Ứng viên của các nước đang phát triển hoặc là kém dân chủ, có lợi thế hơn. Nhưng mà những cái lợi thế đó để giành được cái học bổng đó là một phần, nhưng mà ngược lại với những cái lợi thế đó thì có gặp bất lợi gì không đối với ứng viên so với như là tình hình trong nước của họ? Tại vì tùy theo cái đó là mình không có cản trở được. Nhiều nước giống như họ muốn khuyến khích những người hiểu biết hơn về cái ngành này, tại vì nhiều người họ không biết thì họ không có áp dụng được. Tí dụ nhiều người họ hiểu lầm về dân chủ như thế nào, họ nghĩ rằng là họ làm như vậy là đúng là vấn đề dân chủ rồi, nhưng thật ra theo cái lý thuyết của bên Western, là bên phương Tây, thì nó lại khác. Thì có cái vấn đề là nếu mà càng hiểu biết nhiều mà mình muốn giúp đỡ cho cái nước của mình, thì cái đó là cái chuyện tốt, chứ không phải là khi nào là xấu. Và cái khó khăn nữa đó là có hay không là tùy thuộc vào những cái nước sở tại của quý vị. Có những nước mà họ không hoan nghênh những cái suất học bổng như là học bổng của Quỹ Dân Chủ NED, vì họ nghĩ rằng đó đi ngược lại với những cái lợi ích mong muốn. Và cái đó là cái sự hiểu lầm đôi lúc, là tại vì nếu mà hiểu biết nhiều hơn thì có những người họ trong làm trong cái ngành này họ có thể áp dụng, giống như họ nói rằng là những người còn đang làm trong thượng với hạ nghị viện của những cái nước, thì họ muốn hiểu rõ hơn để về họ muốn để về phát triển nó đúng theo cái mức về phương Tây, chứ không phải theo cái của họ. Thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là nếu mà tôi nhận được học bổng của NED, tôi sang thực tập nghiên cứu rồi, tôi về lại nước của tôi chẳng hạn như Việt Nam chẳng hạn, tôi có gặp khó khăn gì không? Cái đó thì tôi không biết được, tại vì cái vấn đề mà khó khăn của những người đó là tùy theo những cái hoạt động của họ thôi, mình không có hiểu được. Nhưng mà cái mục đích của cái chương trình này là chỉ đưa ra những cái lợi ích và những cái cách thức, những cái bài viết
trên thế giới hay là những người họ làm trong cái ngành này rồi để chia sẻ, gọi là nó gọi là về vấn đề cultural exchange hay là idea exchange, có nghĩa rằng là mình trao đổi cái ý kiến với nhau mà thôi. Cái chương trình này họ không có khuyến khích phải làm một cái hành động gì hết với cái nước đó, họ chỉ cho những người đó có những cái cơ hội để mà phát triển về về nghiên cứu, để phát triển những kiến thức thôi. Chứ không phải là họ muốn rằng là bây giờ anh về nước anh là anh phải làm cái này phải cái kia, không, họ cũng có nghĩ như vậy. Cái này là họ muốn phát triển về vấn đề nghiên cứu thôi. Tức là họ bổ sung kiến thức, kiến thức mà thôi, giúp cho mình dồi dào hiểu biết hơn về vấn đề dân chủ và các giá trị dân chủ ở phương Tây cũng như là trên thế giới. Bây giờ nói về những cái sự ràng buộc đối với ứng viên khi nhận được học bổng của NED, thưa giáo sư. Cái thứ nhất là tôi biết là một cái ràng buộc rất là quan trọng của NED, có nghĩa là họ không muốn các ứng viên dùng cái cơ hội này qua Mỹ để ở lại. Thì họ phải cam đoan rằng là khi qua phải trở về. Và nếu mà không trở về thì phải bồi thường rất là lớn. Thì cái điều kiện là mà không về đó là trở tại lại. Vì cái mục đích của cái chương trình này là họ muốn những người còn đang hành nghề trong cái ngành dân chủ muốn về lại cái nước của mình để mà phục vụ cái nước, giúp đỡ những cái người họ hiểu biết hơn về dân chủ. Thì nếu mà không về là nó đi trái ngược với lại cái mục đích của cái cơ quan này rồi. Thì một trong những cái điều kiện đầu tiên là, theo tôi biết là có thể là một điều kiện duy nhất, là các ứng viên sau khi được nhận vào chương trình này và học 6 tháng thì lại phải về lại Việt Nam. Mà nếu mà có một cái nguyên nhân gì mà các ứng viên họ ở lại Mỹ thì tôi nghĩ rằng là phải trả lại cái tiền cho cái cơ quan nghiên cứu đó, hay là qua những cái hình phạt khác mình không hiểu được. Tức là hoàn toàn phải trả lại tất cả những khoản tiền họ được tài trợ trong cái lĩnh vực nghiên cứu này. Tại vì cái mục đích duy nhất là họ muốn đào tạo những người này họ về lại cái đất nước của họ để phục vụ cái đất nước, mà nếu mà không về thì mất hẳn là cái mục đích rồi. Bây giờ quan trọng là làm sao xin được học bổng nghiên cứu của NED, một ứng viên từ Việt Nam tìm hiểu thông tin và đăng ký như thế nào, thưa giáo sư? Cái thứ nhất là cái website của NED nó rất là dễ, NED.org, nhưng mà nếu các bạn NED.org. Nhưng mà các bạn lên để là National Endowment for Democracy là NED là nó ra liền. Và muốn apply thì rất là dễ, nó có những cái website. Thì các bạn vào coi rõ ràng những cái điều kiện. Cái thứ nhất là mình coi những cái điều kiện nó thích hợp không. Nếu mà không có đạt những điều kiện để mà nạp đơn thì không nên là làm, tại vì mất thời giờ. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà đó là đăng ký trực tiếp trên mạng với lại cái và họ chỉ có cách duy nhất là đăng ký trên mạng mà thôi. Có cần sự giới thiệu, ủng hộ, dìu dắt của ai, có những thư giới thiệu hoặc không là... không có tại vì mình chỉ chứng minh rằng là mình đạt đủ những điều kiện. Cái thứ nhất là về anh văn, cái thứ nhì là về cái kiến thức của mình là còn đang làm trong cái ngành này, và theo tôi biết là không có những cái lời thư giới thiệu gì hết. Dạ không cần thư giới thiệu. Và những cái trở ngại khó khăn từ phía nước sở tại khi quý vị đăng ký với cái học bổng này đó, thì cái đó là trên... cái đó là không có cái vấn đề là không có phải của tôi. Hoàn toàn là cái vấn đề mà quý vị phải tự giải quyết. Và nhớ rõ ràng là cái chương trình này họ muốn phát triển về những lý thuyết và những cái căn nguyên tắc của dân chủ mà thôi, họ không có đòi hỏi mình phải làm những cái gì khác. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vừa rồi là những thông tin về quỹ nghiên cứu NED cũng như những suất học bổng của NED dành cho tất cả các nơi, trong đó có Việt Nam. Quý vị quan tâm và muốn có thêm thông tin thì xin vui lòng vào trang web của NED. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian và những thông tin rất bổ ích dành cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tái ngộ với quý khán thính giả của đài VOA trong chương trình tuần tới, giới thiệu một quỹ học bổng mới dành cho các ứng viên từ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt các bạn.